mừng cả nhà đến với lại kênh YouTube Vivian Nguyễn. Hôm nay mình làm bánh bò với lại bánh chi xúc xích, đại khái là bánh thập cẩm của Mỹ cho cả nhà mình dùng cho buổi sáng hôm nay. Thì nguyên liệu đi làm bánh Mỹ đi trước đi. Mỹ thì 2 rô. Những nguyên liệu này là những nguyên liệu là có sẵn, làm sẵn trong người ta chợ Mỹ nên nào cũng có bán. Cái này là rau này nè, sausage, chi và trứng. Làm nguyên liệu này thì mình làm từ 4 tới 5 cái trứng nha cả nhà. Bây giờ để mình đập trứng trước. Để sẵn mình nướng bánh bò, mình muốn nướng bánh bò cho cả nhà thì mình nướng thêm bánh này cho con mình ăn. Để bánh bò thì con mình nó có đứa nó ăn, có đứa nó không thích nên mình làm theo cái bánh này cho con mình. Thì chắc phải mở cái đồ ra trước đi ha. Xếp lên trước thì mình mới xào trong cái gì ăn, chờ đợi xào để mình mở cái đồ nó ra. Đô thì phải nó có cái đường mỡ thì mình lại lần mỡ đó, mình cũng ớn lắm, nó kêu mình cái bức thấy hết hòn. Chắc cái bờ lên cái phần mình cái mỡ nó đỡ sẵn đó. Chết cái bờ rồi. Đây mình có một cái chén bơ này á, mình lấy nửa cái bơ đờ, cái cục bơ đờ mình bỏ vô microwave, mình hâm cho nó tan chảy ra cả nhà. Giờ mình quét sơ đi. Đó, một cái cục rô như vậy nè cả nhà, nó có hai cột. Ở trong đó nó chia nó cắt ra từng miếng nhỏ. Có hai cột. Đó. Có từng miếng nhỏ như thế này nè, mình tách ra rồi mình xách nó lên cái tray bánh, cái tray để mình nướng. Như thế này đây. Để mình để ra nó hơi lâu quá nên nó bị vậy. Đây, nó ra từng miếng như thế này nè, mình xách ra. Đó, mình cứ lần lượt mình xếp đều nó đi. Rồi đoạn mình sẽ qua mình xào cái nhân nha cả nhà. Đó, bây giờ mình sắp ra khuôn mấy cái rô bánh mình đã sắp xong xuôi nè. Nó có cái lỗ nhỏ nhỏ trong đây chút thành cái bánh. Bây giờ mình qua đây mình xào nhân nha cả nhà. Bắt lên nạt vô nữa cục bơ nè. Chắc cho nó ướt cái nồi cái lấy ra bớt đi ha. Ừ. Nhiều quá. Nhiều quá hả? À, lấy cái dĩa. Không, để mình lấy lại. Không, để cho nó cán cái nồi thôi là được. Ha. Ok. Rồi. Mình để cho nó ướt cái nồi với cho chờ cho nó sôi bơ lên chút xíu. Để mình lấy đũa mình quậy trứng. Đổ vô. Bây giờ bơ nó sôi rồi nè cả nhà. Mình bỏ rau nì với lại xúc xích vô đây. Vì mình làm trong nhà mình không có muốn để cho nó sôi nhiều, mình sợ nó có mùi trong nhà đó. Mà cái này là mình khỏi nêm, tại vì xúc xích với cái rau này
nó đã chín rồi, trong đó nó cũng có vị mặn mặn trong đây rồi. Khoai lang chiên nhà cả nhà, nếu mà mình không có nhà mình có khoai lang tươi á, mình tự làm cũng được, mình sắc nhuyễn nhuyễn ra rồi mình bỏ miếng bơ vô mình xào, mình thêm chút xíu muối là nó xong. Còn mới ra chợ mua cái hấp rau, nó để hấp rau là được rồi. Bây giờ nó sôi nè, để mình chỉ cho nó nóng lên. Okay. Nó có nóng rồi cả nhà. Giờ mình bỏ trứng vô nè. Mình vẩy đều xong rồi mình sẽ bỏ chi vô nè. Chi vô hồi nãy mình có một bịch rưỡi thì mình xài một bịch. Cái này có chi nhiều càng béo cả nhà. Mình thì thích ăn chi. Ok, để mình bỏ vô. Này chắc nấu cũng không cần chín tới chín nhiều. Chín chứ còn nướng nữa mà. Còn nướng thì nó chín vừa đủ thôi. Để mình coi coi. Mấy người đặt là được đó. Ừ. Để mình có nửa bịch chi nhưng mà mình coi nếu mà mình đặt là nó ok. À, để em thêm vô cho nó hết. Cái món này nó đơn giản mà nó lẹ nữa. Ở nhà cả nhà mà có em trẻ nhỏ nó đi học á, sáng mình có thể làm lẹ cho con nó ăn, nó đi học. Sắp xong rồi nè. Cái thời gian nướng bánh này thì nó cũng không có lâu lắm, tại vì mình chủ yếu mình nướng cho cái phần bột nó chín thôi, phần nhân mình đã xào chín rồi cả nhà. Và mình không có lo cái phần sống ở phía trong, mình chỉ lo cái phần chín ở phía ngoài thôi. Ok, bây giờ sắp xong rồi đây. Trong thời gian chờ đợi cái nhân của này cho nó nguội cả nhà, nguội mình dễ quấn, thì bây giờ mình quậy cái bột bánh bò. Bánh bò thì mình có một cái bột vịt bột năng nè, với lại 8 cái trứng, một bịch vani, với lại một bịch bột nổi. Bột nổi này mình xài bột nổi Bà Đầm ở chợ, mình mua ở chợ Việt Nam đó, với là một chén đường, một lon nước cốt dừa mình đổ bình sẵn rồi nè. Cái khuôn mình có cái khuôn này, nếu mà nhà cả nhà không có cái khuôn này thì có thể làm khuôn vuông, khuôn hình chữ nhật kìa, nếu mình có tùy theo mình có. Giờ mình có mua để mình quậy, mình đổ sẵn tất cả vô nha, mình mở bọt ra. Mình bỏ tất cả các nguyên liệu mình có nha, cả vô trong cái tô này nha cả nhà. Mình bỏ đường, một chén đường, một bịch bột, rồi mình đập trứng mở vô, một lon nước cốt dừa mình cũng đã đổ vô rồi đó. Mình đổ vô tất cả rồi xong đó, rồi mình quậy đều lên. Ô má ơi, accident. Sao? Ok, bây giờ mình quậy đều lên nè cả nhà. Giờ mình quậy đều rồi cả nhà. Giờ xong cái giai đoạn cuối cùng là mình bỏ cái bịch bột nổi và cái bịch bột vani vô trong cái hỗn hợp này nha. Đó, rồi mình cũng quậy đều lên cho nó tan. Món bánh bò này rất là dễ làm nha cả nhà, mà nó cũng rẻ nữa. Với cái dĩa trứng hồi nãy mình mua, mình có lúc trước mình có chia sẻ cho cả nhà, mình mua ở chợ Ba Đì á, nó bán có 69 cent một dĩa như vậy đó.
chắc là rễ tre được dữ lắm luôn. Mà làm bánh này nó dễ mà nó lẹ làng nữa, ăn nó ngon nữa, đậm đà hương vị quê nhà đó nha cả nhà. Đó, bây giờ nó xong rồi nè, bây giờ mình trét một miếng bơ hồi nãy còn lại đó, mình trét vô cái khuôn cho nó đều. Bơ này thì bên đây nó bán cũng không mắc. Ok, nó đã đều rồi nè. Cho vô lò. Ok, bây giờ mình bật lò lên đây. Mình bật lò lửa 375 độ nha cả nhà. Mày bật lửa trên. Ok, bây giờ trước đó mình để cho nó nóng cái dĩa nè. Để giữa tầng là được rồi. Ừ, chút mình phải nướng tới bánh kia chung. Mình để vô khoảng 1-2 phút gì đó cho cái lọ cái dĩa của mình nó nóng lên. Rồi trong thời gian chờ đợi đó bây giờ mình luộc, mình lượt cái gì gia vị. Cái hỗn hợp này rây nó lại. Ok, mình cho nó đều. Bởi vì lúc cả nhà mà trộn nó cũng không cần mà phải trộn cho nó tan nhiều hay sao. Mình rây nó vậy đó. Sau này mình phải rây, mình phải lượt lại. Làm bánh thì như vậy. Chơi cả nhà, giải xuống thì đây nó cũng có một cái hỗn hợp mịn màng đây. Ok nha cả nhà, bây giờ bột đã xong rồi nè, bây giờ mình chuyển qua bên cái bếp đặng mình bỏ vô. Ok, thì để mình lấy hồi nãy mình nói với cả nhà là bật lửa trên, bây giờ khi mình chuyển qua chơi mình bỏ ba bột vô thì mình lấy lửa dưới nha. Cũng là 375 độ. Ok, mình lấy ra, đã nóng. Bỏ cái xèo vô. Ok, từ từ thôi. Nóng lắm nha cả nhà. Mình cẩn thận để phỏng á. Mình nướng cái này lâu lâu cái mình quên á, mình bị phỏng hoài luôn. Để mình lấy cái giúp bằng tay đi, nhà mà. Giúp bằng tay có nhà cười chết. Mình có đồ mà nè. Cái này là mình tiết kiệm đó. Cắt được miếng nữa đó. Ok. Xong. Mình bỏ vô lò nè. Lấy cái miếng dạ khăn này để nóng cái khăn. Mình ô bình ra trước, cái này nó nóng lắm luôn, nó nóng một phỏng chết. Mình lâu lâu mình nướng cái vụ này là mình bị có thẹo hoài luôn á. Thử nấu mà tai nạn nghề nghiệp mà bị cái chuyện phỏng là để mình để qua bên đi chút, tại mình còn cái đồ cho con mình nữa nè. Nó ok không, để chính giữa đi, chừng nào mình bỏ cái đó vô cái mình mua nó ra ha. Không, mình tính để luôn cho rồi cho khỏi mất công. Ok, để luôn cho rồi đi. Nướng khoảng nhiêu đây hai? Cái này mình nướng khoảng là 40 phút. Mình lấy ra mình cũng khoảng từ 35 phút là mình lấy ra mình thăm chừng đi. Bây giờ là 12, tính cho 12 giờ đi ha. Ừ. Mình nó lỡ chút xíu để mình đeo cái bao tay vô, mình lấy cái bột mà mình cứ nhân ra mình bỏ vô bánh hồi nãy, bánh mỹ đây. Dạ cho con mà. Tới bằng này. Cái này thì bóc bằng tay. Mình bỏ vô bỏ đều đây nè cả nhà. À, bây giờ nè mình đã bỏ xong đều vô cái phần giữa của cái rô hồi nãy. Bây giờ mình ạt thêm chi vô nè. Cái món này bảo đảm các bạn ốm thì lên cân, mập thì tăng cân, nói vậy thôi.
nhưng mà ăn cũng ngon. Lúc trước cái này mình mới qua thì mình ăn ăn mấy món Việt không sao, ăn mấy món bánh Việt rồi này kia, sau này mình cũng thử làm thử mấy cái món này thì ăn thì nó cũng được, cũng ok. Mà con mình thì nó thích. Còn con dẫn con đi ăn sáng vào. Con thích là được. Ok, giờ xong rồi đó cả nhà. Bây giờ mình sẽ quấn lại đây. Quấn lại như thế này. Quấn cho nó đều lại thành cái bánh. Đó. Này nó lên chút nữa cũng không sao đâu, nó ló ra cái chi rồi nó chảy ra đẹp lắm. Rồi nè cả nhà, mình đã rô xong cái bánh của mình rồi nè. Nó như thế này, nó dương cái bông vậy đó ha. Một chút nữa ăn xong các bạn cứ, nó nướng xong xuôi rồi khứa ra thì nó sẽ có từ khứa đẹp. Ok, giống như một cái bông hoa vậy. Bây giờ mình bỏ vô nồi chung nè. Để mình coi coi cái độ nguyên chưa, chắc được rồi, nó ok nè. Mình bỏ vô lò cái bên đây cả nhà. Cái này thì cái thời hạn thì mình như mình đã nói là chỉ thân nướng một bộ qua dòng ha. Để thanh nhậu một chút xíu vô trong nữa đi. Ok. Cái thời lượng mà mình nói cái này, cái bánh này là cái nhân nó đã chín rồi nên mình không có cần phải nướng lâu. Mình chỉ chủ yếu mình chỉ thăm chừng cho cái mặt bánh nó vàng rồi mình chét cái xíu bơ cho nó có cái màu lên màu đẹp thôi. Rồi xong cái bánh. Chờ đi ha. Bây giờ để mình lại mình thăm chừng cái bánh của mình nha. Cái bánh Mỹ của con mình cái coi. Thơm quá. Thơm, nó nghe mùi thơm nhưng mà không biết phải là nó vàng cho. Ô bây giờ được rồi nè. Bây giờ mình để ré ra mình trét bơ lên. Rồi sao mình để lại cái xíu mình lấy ra. Vậy thôi. Bơ nữa hả? Cho nghe miếng bơ đi, cải nó đi. Mỹ mà ăn đồ béo đâu có sao. Ở Mỹ là phải ăn đồ béo chứ không phải là không sao, mà phải ăn đồ béo thôi, tại cái gì nó cũng béo sẵn chi bơ. Ăn riết rồi cũng quen thôi. Mới đầu thì thấy sợ mập sợ này kia kệ nó, cái mập là cái gầy cho mà. Mập thì đẹp, ốm thì sang. Mập thì đẹp, nó ốm thì đẹp, mập thì sang. Thôi vậy tôi nói ngược à. Nói ngược. Đó. Đó, cái nhà thấy không? Mình chét bơ vô rồi, bây giờ mình để vô. Ô. Sợ liên chút liên mệt luôn. Mình bỏ vô. Chừng 2 phút là mình lấy ra rồi cả nhà ơi. Mình lấy ra cái bánh cho con mình nó ăn đi. Bánh bò hả? Không quan tâm tới. Bánh bò không, chưa đâu, tại vì nó nướng lâu mà. Nãy giờ rồi, đâu có nhiêu đâu. Mình đẩy vô xíu thôi. Lâu lâu thì mình chỉ coi chừng rồi mình thân nó lại cho nó đều lửa thôi. Ok. Đó, bây giờ để mình lấy cái bánh ra nè. Nãy mình chét bơ rồi, bây giờ nó bánh nó ngon cực kỳ chưa cả nhà. Để mình lấy ra. Có dễ sẵn nè. Ok. Giờ để mình lấy ra mình nóng quá không? Nóng quá không rồi. Ok, mình cũng dùng nóng cũng ok. Đời nó qua rồi. Tại vì cái này đúng là mình làm cái mâm nó bầu dục, ở cái hình tròn nó cũng bánh nó đẹp hơn, mà tại vì cái mâm của mình nó hình chữ nhật. Nên cái bánh nó, cái dạng nó hơi dịch dịch, nó không đẹp lắm. Ăn mà ăn mà. Thì nhà ăn nhưng mà tự nhiên mình xe với lại cả nhà mà. Mình cũng hay làm cho nó bắt mắt một chút nè. Bây giờ mình ra qua cái miếng giấy bạc này qua nè cả nhà. Thấy chưa? Rồi có xe bạn thử. Ngon. Đây để mình lấy nha. Đây. Thấy chưa cả nhà, vậy cái miếng giấy bạc cũng tiện ghê không? Xong rồi cái mình cõi rửa rồi mình lấy miếng giấy bạc mình quăng nó đi. Ăn cái bánh mình lấy bạc quăng nó đi. Là xong. Bây giờ để mình lấy cái dao mình cắt cho cả nhà. Dùng nha. Còn ngon quá ha. Ngon lắm luôn. Thử miếng trước đi. Còn nóng rồi. Đó. Nó sẵn nó có bánh lại nó cái nó có mình có thử khí gì đó cả nhà. Chứ mình đi. Ok. Giờ mình cho cả nhà. Bẻ ra miếng có chi không? Có chi chứ. Chi xì lắm luôn. Bây giờ không chi chắc nó tại vì mình nướng mình muốn cho nó vàng cái mặt á. Nên cái bánh nó của cái chi nó cũng không nó khô rồi. Chứ hồi nãy nếu mà để mình vừa chín tới á là cả nhà biết không, cái chi nó xì lên luôn á.
rất là ngon nè, thấy chưa? Ồ, nó dính hai miếng luôn nè, ai ăn cái này lợi dữ nha, thấy chưa? Hồi nãy mình quên thăm lại cái bánh bò đó hả? Bánh bò giờ bánh... qua đây thăm lại cái bánh bò, cái rê cái bánh ra rồi quên thăm cái bánh bò. Ok, thăm cái bánh rê. Bánh bò thì nãy chắc ok, cũng được còn. Không, để mình ra là chính giữa đi. Bỏ là chính giữa cái bánh bò bây giờ của mình bây giờ. Nó ngon lắm rồi, cho mình thấy chưa? Đó. Quá đẹp luôn, để mình để là chính giữa. Nãy giờ coi nãy lúc 12 giờ. Thì được 10-15 chắc được rồi. Để quên nó chút đi. Ok. Rồi ha. Để mình lấy cái dĩa mình ăn thử cho cả nhà xem nha. Bánh như thế nào. Anh ăn bánh Mỹ không? Ngon. Ngon cả nhà, ngọt ngọt. Béo béo, cái mùi của chi với lại trứng á. Mặn nặng thì có mùi sốt thịt với lại cái mùi rau, hấp rau. Ngon quá mà lắm quá. Ok, để mình kêu con mình xuống ăn. Con ơi ăn đi con, ăn thử coi ngon không con. Ok. Ngon không con? Con nói tiếng Việt, con tiếng Việt Nam. Ngon hay dở thôi? Ngon. Ngon. Giỏi. Nó nói giòn ngon lắm. Giòn ngon hả con? Ừ. Thôi. Thôi, thank you con. Trời ơi, giỏi quá. Để mình mở bánh bò. Ok, nó chín rồi cả nhà. Bây giờ để mình tắt lửa nha. Mở ra coi. Mình tắt thôi. Mình mở rồi đây nè. Để mình tắt lửa trước đó đã. Ồ, vàng ngon quá luôn. Thôi cho mình thêm một cái khăn nữa đi. Ở hai tay này quá ngon nè cả nhà, vàng ươm luôn, thấy chưa? Đó. Một chút mình để nguội ra rồi mình đổ nó ra rồi mình bỏ lên cái dĩa mình cắt mình thử cho cả nhà xem. Nguội chưa ha? Ấy vừa nguội rồi đó, bây giờ để đem qua rinh nắm bằng tay cũng được rồi nè. Bây giờ để qua đây đi. Rồi để mình rút ra xong rồi mình cắt cho cả nhà xem. Dễ lắm luôn. Để đập cái dĩa xuống cho nó dễ. Đó. Trời ơi, như lắp bò cua vậy ta. Hồ đẹp quá ha. Ừ. Vàng ôm luôn hả? Vàng ôm luôn đó. Không? Ngon ghê không cả nhà? Đó, mình để đi. Đó, thấy chưa? Để mình xay lại. Bây giờ mình cắt cho cả nhà xem thử nha. Nó cũng còn hơi nóng nhưng mà nó ngon quá luôn. Còn nóng. Ở dưới nó nóng, ở trên thì nó nguội nhưng mà ở dưới nó nóng cả nhà. Rễ tre ngon lắm nha. Thấy chưa cả nhà? Wow. Giờ để mình cắt hết luôn xong rồi mình lấy một miếng mình ăn thử cho cả nhà. Còn nóng quá cắt một miếng nữa được rồi. Ăn thử đi. Nóng quá thì không thể tưởng. Chơi cái ở dưới thì nó nguội nhưng mà ở trên nó còn nóng. Này nó để nếu mà cả nhà mà để nó nguội chút nữa, nó càng nguội thì mình cắt cái bánh nó càng dễ dàng mà. Wow, cái bánh nó ngon tuyệt vời luôn. Nó nóng quá nè. Wow, thấy chưa cả nhà? Để tre nè, thấy chưa? Xốp ra chưa? Quá đẹp ha. Thấy chưa? Sao tính làm thử miếng hả sao? Đây cũng làm thử miếng cho. Tại vì nó còn nóng quá nên cắt ra nó không có đẹp lắm. Nhưng mà thấy cả nhà thấy chưa? Dẻo nè, dai nè. Rồi có rễ tre nè. Thử miếng coi. Ngọt. Ngọt béo mềm nữa. Con ơi, có ăn bánh bò thử không con? Mấy con trai ơi. Ra trai bánh bò không? Bánh bò nướng của mày hai nè. Bên đây nè. Nè con. Con ăn gì? Con trai. Ăn đó hả? Con thử miếng coi. Ăn bánh đó hả?
ăn nữa đấy chứ cả nhà, nhà con trai mình cưng lắm cười. Luôn á, út của mình đó. Ngon. Dạ mẹ. Chỉ biết câu dạ mẹ với ngon mẹ thôi. Ngon ha. Ngon quá, ngọt. Thôi bây giờ mình tạm ngừng cái video clip mình ở đây. Cuối cùng mình chúc một cái cả nhà một ngày bình an và hạnh phúc. Mong cả ngày cả nhà giúp mình, cho mình một cái like, share và đăng ký hộ mình nha. Thank you.